khởi tố vụ án khởi tố một bị can tấn công báo điện tử VOV. Chiều ngày 21 tháng 6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết là cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố một bị can trong nhóm tấn công báo điện tử VOV. Tuy nhiên, lãnh đạo A05 chưa cung cấp danh tính và tội danh của người này vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng. Một số người khác liên quan đã bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai làm rõ. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ động cơ mục đích của nhóm người này, ông Mạnh thông tin. Ông Mạnh cho biết thêm, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam, có liên quan đến vụ tấn công mạng VOV hay không còn phải chờ kết quả điều tra. Ông Mạnh khẳng định hành vi tấn công nhằm vào VOV là hành vi vi phạm pháp luật, kể cả việc kích động cổ vũ các đối tượng khác tấn công đã quy định rõ trong các quy định pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin thêm kết quả điều tra, đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh bà Hằng có liên quan đến vụ việc trên. Trước đó, theo thông tin từ báo điện tử VOV, từ tối ngày 12 tháng 6, việc truy cập trang web vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Theo bộ phận kỹ thuật của báo điện tử VOV, đây là kết quả của cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS làm tràn băng thông khiến cho việc truy cập vào báo bị tê liệt. Đồng thời, fanpage của báo cũng nhận hàng chục ngàn bình luận mang tính tiêu cực công kích. Cơ quan này đã liên hệ với Google và Facebook để xử lý các vấn đề có liên quan. Đại diện báo điện tử VOV cũng cho biết, việc tờ báo bị tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn, ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả.